Trung Cộng là một siêu cường thực dân, tham lam, dạo quyệt, chuyên nghề dương đông kích tây. Xung đột với Ấn Độ tại chân Hy Mã Lạp Sơn chỉ là mặt nổi, trong khi đè bẹp Việt Nam, cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa và toàn vẹn Biển Đông mới là điểm chính. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Bùi Quang Vơm với tựa đề Khói ở biên giới Trung Ấn, nhưng lửa có thể ở Biển Đông. Sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Tại sao Trung Cộng cố tình gây ra sóng gió cho khu vực này? Theo lý luận thông thường thì Trung Cộng lại đang chơi trò tung hỏa mù, dương đông, kích tây. Điều này có nghĩa là Trung Cộng đang làm gì đó ở một nơi khác. Chính ở nơi khác đó mới là chỗ Trung Cộng làm thiệt. Mâu thuẫn bùng nổ tại biên giới Trung Ấn từ hơn một tháng nay khi một trung đội quân giải phóng nhân dân Trung Cộng hôm 8 tháng 6 lặng lẽ tiến vào cao nguyên Doklam, nằm giữa biên giới nước Tàu và Bhutan. Quân giải phóng này phá bỏ những lô cốt mà quân đội Hoàng gia Bhutan đã xây dựng cách đây nhiều năm để kiểm soát biên giới. Đến ngày 16 tháng 6, một đơn vị công binh Trung Cộng với đầy đủ cơ giới tiến vào Doklam nhằm xây dựng một con đường chạy xuyên qua cao nguyên, nhưng vấp phải sự phản đối của quân đội Bhutan vì Trung Cộng đã vi phạm thỏa thuận được hai nước ký vào năm 1998. Tuy nhiên, lính Trung Cộng không chịu rút đi, buộc lòng Bhutan phải nhờ Ấn Độ giúp đỡ. Hai ngày sau, khoảng hơn 300 người lính Ấn Độ tiến vào Doklam, ngăn chặn đơn vị công binh Trung Cộng, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng đang kéo dài. Ngày 10 tháng 7 vừa qua, Ấn Độ điều động thêm 2.500 binh sĩ, bất chấp lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng yêu cầu Ấn Độ lập tức rút quân khỏi khu vực tranh chấp ở biên giới nhằm tránh leo thang căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, sau đó, Trung Cộng bắt đầu tập trận bắn đạn thật tại một khu thuộc Tây Tạng gần biên giới Ấn Độ. Nhưng chiến tranh không xảy ra và sẽ không thể xảy ra. Trung Cộng chỉ hù dọa, chúng muốn tạo ra sự ồn ào, rối ren, rồi chúng dừng lại bởi chúng rất sợ chiến tranh. Trung Cộng thường gây sóng gió ở chỗ này, nhưng mục tiêu là ở chỗ khác. Trong những nơi khác đó có thể là Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ hoặc Scarborough, có thể là biên giới Myanmar hay Senkaku hoặc là Tha tại Nam Hàn, cũng có thể là Đài Loan, lại có thể là chuẩn bị phát động một vụ gián điệp ăn cắp bí mật quân sự tại Hoa Kỳ, có thể là một cuộc đảo chánh tại Hà Nội, vân vân. Không ai biết được ở đâu, chuyện gì. Kể từ sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực ở Hòa Lan vào tháng 7 năm 2016 để bác bỏ chủ quyền giả tạo của Trung Cộng đối với các thực thể thuộc các quần đảo đá trên toàn diện Biển Đông, từ đó Trung Cộng đã âm thầm rút mọi hoạt động vào bí mật. Trung Cộng không ồn ào tiếp tục xây dựng các hòn đảo nhân tạo. Chúng tái cho phép ngư dân Philippines và Việt Nam được đánh cá trên các vùng biển chưa ngã ngũ tranh chấp. Chúng tránh mọi đề cập quốc tế liên quan đến Trường Sa và Hoàng Sa. Trung Cộng đã biết rằng âm ỉ thì lộ chuyện, và gắn quá thì thiên hạ kết nối là thành khối khó nuốt. Trung Cộng thay đổi chiến thuật bằng cách làm như không còn quan tâm những mục tiêu bên ngoài, nhưng bên trong thì âm mưu và khát vọng của chúng lại càng nung nấu hơn, càng trở nên tàn độc hơn. Cứ ở đâu có dính với Trung Cộng, ở đó phải đều có thể có khói. Trung Cộng đụng với Nga Xô liên tục, nhưng bên ngoài là liên minh. Trung Cộng đụng với Nhật và sẽ không bao giờ tắt nguy cơ chiến tranh. Trung Cộng đụng Philippines và sẽ luôn tạo cái khói chiến tranh ấy để thổi thành lửa bất cứ lúc nào. Trung Cộng từng đô hộ Việt Nam hàng ngàn năm và không lúc nào buông bỏ dạ tâm thôn tính. Trung Cộng luồn sâu vào lãnh thổ Lào và sẵn sàng giải giáp chế độ vào bất cứ lúc nào có thể. Trung Cộng giữ khói chiến tranh dọc biên giới với Myanmar bằng các cuộc đụng độ của quân đội ly khai như một thứ con tin, mặc cả ổn định của chế độ. Nói tóm lại, Trung Cộng không chơi với ai thực tâm. Nếu chúng có chơi với ai thì chỉ để ăn thịt người đó vào một lúc nào đó. Vì vậy, nếu có nguy cơ chiến tranh bùng nổ ra trên biên giới Trung Ấn thì, thứ nhất, nó chỉ là chuyện bình thường,
vì chỗ đó không phải là nơi duy nhất. Thứ hai là phải tin rằng sẽ chẳng có gì thực sự xảy ra cả. Trung Cộng chỉ là con hổ giấy. Chúng rất kém về việc tổ chức và vận hành chiến tranh. Hơn nữa, chúng còn là tổ sư của chủ nghĩa thực dụng. Và vì thực dụng nên người Trung Hoa nhát gan và rất dễ phản bội khi thấy không còn có lợi. Trong lịch sử 5.000 năm của Tàu, chúng chỉ tự đánh lẫn nhau và chúng luôn thua trong mọi cuộc chiến chống người ngoại. Cho nên, cần phải rút ra một kết luận rằng, cứ ở đâu có Trung Cộng thì ở đấy có hỗn loạn, nhưng ở đâu thấy có hỗn loạn thì ở chỗ ấy lại an toàn. Chỗ mà Trung Cộng có ý muốn phá hay cướp là chỗ im lặng ít người để ý nhất. Lúc Trung Cộng thân thiện nhất chính là lúc chúng đã chuẩn bị xong cú xuống tay quyết định. Chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh của Hà Nội chính là món ăn mà Bắc Kinh mong đợi nhìn thấy trên mọi mâm cơm của cả Hoa Kỳ và châu Âu. Cái khôn ngoan sáng suốt của Hà Nội chính là cái ngu xuẩn dưới con mắt của Bắc Kinh. Trầm và thế giới có vẻ đã quên Biển Đông. Vì vậy, phải nghĩ ngay rằng hành động thực của Trung Cộng có thể lại là ở Biển Đông này.